À, các thành viên có thể tự giới thiệu tên của từng thành viên của mình được không ạ? Em là Trung Anh, còn mình là Việt Anh. Em là Văn Tân. Bọn mình đến từ nhóm 197 Vlog. Xin chào các bạn. Lần đầu tiên các bạn vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cảm thấy người Sài Gòn như thế nào ạ? Thật sự thì lần đầu tiên em vào Hồ Chí Minh em thấy rất là ngỡ ngàng và bỡ ngỡ. Kiểu như tất cả mọi người ở đây đều rất là niềm nở, cởi mở với cả rất là thân thiện bọn em. Thì đấy là cái cảm nhận ban đầu của em, nó thực sự rất là làm cho em cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Kiểu như tất cả mọi người đều là anh em. Lần đầu tiên các bạn nhận được một cái giải thưởng rất là vinh dự thì các bạn chia sẻ cảm xúc của mình. Thực sự là bọn em quá bất ngờ, hạnh phúc và tự hào. Sắp tới thì các bạn có những cái kế hoạch gì cho những cái sản phẩm sắp tới của mình? Bọn em sẽ cố gắng là đa dạng hóa series cũng như là nội dung truyền tải đến cho khán giả để khán giả tiếp cận bọn em nhiều chiều hơn nữa và nhìn bọn em với nhiều khía cạnh hơn nữa. Khi mà các bạn thực hiện những cái video clip trắng đen như vậy đó thì các bạn có gặp những cái khó khăn như thế nào không? Thực sự thì việc khó khăn lớn nhất của bọn em là việc lên kịch bản và lồng tiếng, thì đó là hai công đoạn khó khăn nhất, bởi vì đó là những cái chất mà khán giả từ trước đến nay vẫn yêu mến ở bọn em. Về những cái clip các bạn có xem lại hoặc là đọc những cái comment của khán giả dành cho mình không? Bọn em có đọc rất là nhiều và bọn em tiếp nhận những cái ý kiến cả tích cực cả tiêu cực, nhưng mà các bạn thì đa phần là ý kiến là đều góp ý cho để cho em phát triển hơn ấy, thì bọn em rất là vui. Một vấn đề nữa là khi mà có nhiều khán giả yêu cầu những cái tác phẩm mới đấy, thì các bạn có cập nhật những tác phẩm đó, ví dụ như là Vợ Nhặt hoặc là Chuyện Kiều, thì các bạn có những cái ý tưởng là như thế nào về những cái đề nghị như thế này? Thật sự thì bọn em cũng cố gắng là dần sẽ hết sức mình đưa các tác phẩm văn học đến với các bạn trẻ một cách gần gũi hơn, thân thiện hơn theo phong cách của 197. Nói chung là nó là ý định với cả kế hoạch nằm trong tương lai và bọn em sẽ cố gắng thực hiện nó dần dần. Các bạn có thấy mình được may mắn hay không khi mà kênh của mình á mới ra trong một thời gian ngắn nhưng mà đạt được cái tỷ lệ subscribe cũng như là cái lượt view rất là cao không? Em thực sự thấy rất là may mắn và bất ngờ. Em không nghĩ được rằng cái thành quả này nó đến được với bọn em như vậy. Nói chung là thực sự bất ngờ. Bây giờ các bạn có thể gửi một lời chúc đến khán giả Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như khán giả cả nước nói chung dành cho team của mình được không ạ? Nhóm 197 Vlog xin chúc cho khán giả Hồ Chí Minh nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Nhóm 197 Vlog xin chúc tất cả khán giả một mùa Giáng sinh thật là an lành và ấm áp bên cạnh gia đình và những người yêu thương, và cũng xin chúc cho khán giả một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và thật nhiều may mắn ạ. Chúc một năm mới nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha.